Ngủ không ngủ. Ngủ được có nửa tiếng dậy gào. Ngoác cái mồm dỗ kiểu gì cũng không nín. Cũng không ngủ tiếp. Mẹ cho ra đây nằm. Ngẫm sự đời nhá. Nghĩ xem tại sao con khóc. Con không muốn ngủ nữa thì cũng không cần phải khóc như thế. Dậy rồi thì tươi tỉnh nhá, chứ không phải rú cái mồm lên như thế. Rồi, cứ nằm như thế suy nghĩ đi nhá. Khi nào nghĩ ra thì bảo mẹ, mẹ tháo tay ra cho mà mút nhá. Được không? Âu. Được không? Ú. Ú. Voi ơi, em vừa chết chết cơ mẹ đó. Em vừa chết chết cơ mẹ đó. Em ơi, voi ở đây cơ mà, nhìn mặt mẹ. Voi ơi, bên này. Em voi ơi. Em ơi. Im mồm, đừng im mồm để mẹ nói cho. Em ơi. Bên này. Bên này. Em ơi đây cơ mà. Em ơi. Bé mẹ phải dối đâu rồi đấy. Chết chết ra. Chết chết ra. Em ơi chết chết của mẹ ra. Gà gà. Gà gà. Em ơi. Thế em cười mệt. Gà gà. Không nhìn đâu. Bé em bị làm sao vậy? Em cứ nhìn cái điện thoại. Sao mà bò. Em ơi. Em ơi, chấm chấm của mẹ ơi. Em ơi. Em ơi, chấm chấm. Rồi ơi. Em ơi. Nhìn mẹ. Em ơi, đây cơ mà. Cứ nhìn cái điện thoại rồi. Em ơi. Em ơi, chấm chấm của mẹ chứ. Chấm chấm của mẹ ơi. Trời ơi, mệt quá. Mẹ nói, mẹ cũng mệt. Hai đứa nói đi. Em ơi, 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 em chỉ thích bế thôi. Đây, cứ đặt em xuống là em khóc. Em khóc, em dãy như thế này đây. Đây, đây. Cả ngày nay chỉ đòi bế thôi. Tại sao vậy? Cứ bóp bụng dưới mẹ ạ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Giời. Bé mẹ, mẹ. Bé mẹ bảo là mẹ không thích người như thế đúng chưa? Đúng rồi. Như thế thì mẹ đuổi em đi phạt. Không, em bé. Em bảo là mẹ không thích. Không thích nhưng mà em còn bé. Nên là vẫn ok. Ở nhà. Được à, không phạt em bởi vì em còn bé quá. Được rồi. Khi em phải lớn lên em bằng con thì mẹ mới phạt được chứ. Bằng sóc. Bằng sóc cũng được. Ôi khi ba tuổi. Xin chào mọi người. Tớ là voi vỏi vòi voi đây. Tớ vừa mới uống sữa xong. Vừa giờ tớ uống được 190ml sữa. Mọi người thấy tớ có giỏi không? Ok. Xin chào mọi người.